Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và kính chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ, thư thái và bình an. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những cái lời nhận định của những cái giới chức trong chính phủ Trung Quốc liên quan đến cái cuộc biểu tình xảy ra vào ngày 27 tháng 11 vừa qua liên quan đến cái chuyện là người dân Trung Quốc bây giờ người ta bất mãn với chính sách Zero Covid và người ta đã trối dậy và người ta đòi biểu tình là lật đổ ông Tập Cận Bình và lật đổ đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì những cái thông tin này quý vị đã nắm trong suốt 3 tuần vừa qua. Nhưng mà phải đến ngày hôm nay là thưa quý vị có một cái lời nhận định chính thức đưa ra từ một trong những cái vị giới chức cấp cao của Trung Quốc, đó là một cái ông đại sứ Trung Quốc tại Pháp. Ông này mới đưa ra cái lời nhận định ông không cho rằng là vấn đề nằm ở nằm ở Đảng Cộng sản Trung Quốc, vấn đề nằm ở cái sự cai trị độc tài của ông Tập Cận Bình mà ông vẫn là một cái thuyết một cái thuyết mà sau khi Hoàng Vi thưa thì quý vị nghe thấy sẽ rất là quen bởi vì chúng ta thường nghe thấy ở các cái xứ sở độc tài mỗi lần mà người dân mà lên tiếng nói đó mà bày tỏ cái sự bất bình vì con dung xéo lắm cũng quàng họ chịu nổi họ oằn mình và cho nên họ đứng lên và họ biểu tình và họ muốn là cái tiếng nói của mình cái sự phản kháng của mình phải được nghe thấy và cái kết quả nó phải được thay đổi nhưng mà những cái giới lãnh đạo độc tài thì họ không nghĩ như vậy cụ thể là ngày hôm nay cái ông đại sứ trung quốc tại pháp là lô có tên là lô sa giả và ông đã nói như thế này nè những cái chuyện mà cái làn sóng biểu tình mà xảy ra trong cái thời gian vừa qua thực ra là do những cái thế lực thù địch nước ngoài, những cái thế lực ở bên ngoài tìm cách xúi dục và tạo ra một cái thứ mà ông gọi là cách mạng màu. Đầu tiên, theo lời ông đại sứ này nói, đầu tiên là mọi người chỉ xuống phố bình thường thôi để bày tỏ là cái sự không hài lòng với chính quyền địa phương nha, không có thực hiện đúng và đầy đủ cái chính sách Zero Covid mà chính phủ Trung ương đưa ra. Chỉ là vì là không hài lòng với chính quyền địa phương thôi nha, chứ không phải là không hài lòng với cái Zero Covid của ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản. Nhưng mà sau đó những cái người dân này đã bị những cái lực lượng nước ngoài thù địch và lợi dụng và chỉ là họ quăng vào đó một cái một cái que diêm thôi và sau đó nó đã thổi bùng lên cái ngọn lửa và những gì mà thế giới đã thấy trong suốt cái thời gian vừa qua. Đó là những gì mà đại diện của một trong những cái vị giới chức của chính phủ Trung Quốc nói như vậy. Ông này còn đi xa hơn và nói thế này nè, chúng tôi có thể người thấy rõ ràng là mùi của các cuộc cách mạng màu thường xảy ra ở một số nước đang phát triển trong những năm gần đây, một số người Trung Quốc chịu ảnh hưởng của các lực lượng bên ngoài và ông không có nói là lực lượng bên ngoài là lực lượng nào hoặc là bằng cách nào mà họ có thể tác động vào người dân Trung Quốc khi mà Trung Quốc thưa quý vị đến tận thời điểm này nha, vẫn đóng cửa biên giới. Và đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc kể từ sau cái ngày 27 tháng 11 mà xảy ra cái làn sóng biểu tình. Đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc trực tiếp cáo buộc là người nước ngoài đã gây ra đợt biểu tình trong khắp hàng chục những cái thành phố lớn cái thời gian vừa qua. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà chính phủ Trung Quốc nói đến cách mạng màu thưa quý vị. Bởi vì cũng vào năm ngoái năm 2021 đó thì ông ngoại trưởng Vương Nghị đã từng lên tiếng phản đối những cái nước đã xúi dục cách mạng màu ở Trung Á, ý là ông ám chỉ đến những cái cuộc biểu tình chống chính phủ ở những cái nước thuộc khối Liên Xô cũ thưa quý vị vào những năm 2000. Và sau đó Bắc Kinh cũng từng cáo buộc rất là nhiều lần là những cái cuộc biểu tình nổi dậy của giới trẻ Hồng Kông đó. Để mà đòi cái tiếng nói đòi tự do và chống lại luật an ninh, á, quý vị chắc là rất là nhớ rất là rõ cái làn sóng biểu tình này. Thì Trung Quốc cũng cáo buộc là có cái bàn tay bẩn của thế lực thù địch nước ngoài gây ra những cái đợt biểu tình nghiêm trọng như thế này. Và những cái gì mà ông đại sứ Trung Quốc tại Pháp vừa nói và Hoàng Vy vừa thưa lại quý vị, quý vị nghe rất là quen quý vị nghe rất là quen, nó có gần như là nó có một cái công thức giống nhau ở các xứ sở độc tài. bất kỳ một lần nữa khi nào mà người dân bày tỏ cái tiếng nói phản đối của mình và bây giờ rất là khó khăn để người dân phản bộc lộ lên cái tiếng nói của mình thông qua các cuộc biểu tình, thông qua những cái ý kiến trên mạng, thông qua những cái diễn đàn thì cũng sẽ bị bóp nghẹt coi như là quản lý ở đời sống thực và quản lý cả trên trên cái đời sống ảo ở trên mạng. nói chung là những cái tiếng nói phải bị zip lại chỉ khi nào chúng ta đồng thuận và nghe theo thì lúc đó mới có sự yên bình, chứ nếu không á những cái ý kiến phản đối thì sẽ bị bị quy về một mối đó là cuộc cách mạng màu. Và cũng liên quan đến cuộc chiến chống Covid ở Trung Quốc thưa quý vị. Thì theo những cái diễn tiến những cái dòng thời sự mặc dù là giới chức của Trung Quốc nói rằng là đây là có cái bàn tay bẩn để kích động, nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng trong thâm tâm họ họ cũng thừa nhận rằng là người dân đã quá mệt rồi, đã quá mệt với cái chuyện là lockdown Covid-19 rồi. Và như nhiều lần Hoàng Vi nói đó, làm sao bây giờ mà kéo dài hơn 3 năm mà bây giờ người dân vẫn bị cầm tù ở trong nhà, không được đi ra ngoài thế thì lấy đâu ra cơm để mà bỏ vô miệng và để nuôi những cái đứa con nhỏ đây. Thế là họ bùng dậy. Thì bây giờ là chính phủ phải nhân nhượng, họ nhân nhượng là họ dỡ bỏ những cái rào cản Covid, uh, những cái rào cản về xét nghiệm Covid-19 và không có lockdown nữa. Nhưng mà họ lại gặp một cái thách thức khác là cái người dân Trung Quốc hiện nay á, chưa có được chích ngừa đầy đủ với những cái cái mũi tăng cường và cái biến thể Uh, Omicron xem ra là cái COVID, uh, vaccine của Trung Quốc chế tạo thưa quý vị. Có vẻ như không thực sự là đối phó với hữu hiệu đó. Cho nên rất là nhiều chuyên gia thậm chí là tổ chức y tế thế giới vào hôm thứ tư tuần này họ bày tỏ cái một cái bức tranh rất là u ám và đầy bi quan. Họ cho rằng là Trung Quốc sắp tới là sẽ đối diện với một cái làn sóng, uh, một cái đỉnh dịch khác và nó sẽ còn nguy hiểm hơn rất là nhiều. Bởi vì họ chưa đạt được miễn dịch cộng đồng. Um, nhưng mà và nhiều lần hoàng vi có thưa mỗi lần nhắc về trung quốc thì đến tận bây giờ ông tập cận bình vẫn khăng khăng từ chối không có cho sử dụng vaccine của mỹ và tây phương gọi là của cái xứ những cái xứ tư bản dễ chết á, là không có được mặc dù đức nè rồi mỹ là chính chính phủ của tổng thống joe biden nhiều lần nói rằng là họ muốn giúp họ muốn chìa một tay ra họ giúp bằng những cái vaccine như thế này nhưng mà tập cận bình là khăng khăng từ chối nhưng mà mới đây là thưa quý vị vào ngày hôm qua thì trung quốc vừa mới thông qua họ chuẩn thuận là sẽ sử dụng cái thuốc mà để uh, trị covid không phải là vaccine nha thưa quý vị mà thuốc trị covid do pfizer sáng chế pfizer là công ty của mỹ sáng chế có tên là Paxlovid. trước cái làn sóng covid ngày càng trỗi dậy trong suốt cái thời gian vừa qua thì bây giờ Trung Quốc chuẩn thuận cho cái việc mà đưa vô thị trường cái cái loại thuốc này rồi và tòa bạch ốc cũng đồng thời vào chiều tối ngày thứ năm tòa bạch ốc nói rằng là họ không có muốn invo họ không có muốn có bất kỳ một cái can thiệp nào hết vô cái quá trình mà để Trung Quốc chuẩn thuận hay là đưa thuốc của Pfizer sang bên đó để mà giúp đỡ người dân Người phát ngôn của tòa Bạch Ốc nói cái ý như thế này nè. Ngay từ cái ngày đầu tiên của cái chính phủ của tổng thống Joe Biden thì ông Biden đã nhiều lần nói rất là rõ là ông muốn là thế giới phải được hưởng những cái thành quả từ những cái nghiên cứu khoa học của nước Mỹ. Pfizer là một công ty Mỹ và sẵn sàng share với những cái thành quả đó. Và Tòa Bạch Ốc cũng nhắc lại là trong suốt cái đại dịch Covid-19 vừa qua, thì Mỹ vẫn là nước đứng đầu trên thế giới trong cái chuyện là chia sẻ cái nguồn vaccine vừa viện trợ vừa hỗ trợ vừa bán coi như là thông qua nhiều hình thức để mà đưa những cái vaccine Pfizer và Moderna đến với các nước trên thế giới. Đó là cái thông tin từ tòa Bạch Ốc đưa ra như vậy thưa quý vị. Thì không rõ với những cái loại thuốc này thì sắp tới có giúp cho người dân của Trung Quốc và đặc biệt là cái câu chuyện Covid-19 hiện nay đang rất là nhức nhối đối với ông Tập Cận Bình đó. Có liệu là có thể giải quyết được phần nào hay không? Rồi trở lại với nước Mỹ thưa quý vị và cụ thể là với California là quê nhà của chúng tôi đây. Thì um, ông thống đốc Gavin Newsom, ông Gavin Newsom, ông đã từng vào khoảng cách đây vào giữa năm nay nè, vào khoảng tháng 6, ông đã từng rất là tự hào và nói rằng đó là California là tiểu bang, tiểu bang của những cái sắc dân thiểu số và những cái sắc dân của người nhập cư. Đây là tiểu bang của người nhập cư và ông tự hào về điều đó bởi vì California có những cái chương trình, những chính sách để hỗ trợ cho người nhập cư và đây là tiểu bang vàng của người nhập cư, đất lành chim đậu. Đó là những gì mà ông Gavin Newsom đã từng nói và thực tế là tiểu bang California trong suốt cái thời gian vừa qua có rất là nhiều chương trình để hỗ trợ cho người nhập cư, trong đó có cả nhập cư bất hợp pháp. Bởi vì chắc quý vị còn nhớ là vào khoảng tháng 9 vào khoảng tháng 9, thì ông Garnin, Gavin Newsom đã ký một cái đạo luật theo đó cho phép những cái di dân bất hợp pháp đó thưa quý vị có thể có được cái thẻ ID từ cái thẻ ID đó thì mới có thể là đi làm được nè, rồi có thể có bảo hiểm nè, rồi thậm chí là có thể tiếp cận được những cái chính sách về nhà ở về an sinh xã hội. Và ở cái thời điểm mà ký đạo luật đó đó thì ông Gavin Newsom một lần nữa cũng nhắc lại, California có tới 27% dân số đó là người nhập cư và ông muốn là tạo cái điều kiện tốt nhất. Đã có rất nhiều người bày tỏ cái sự bực bội và 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 và, và phê phán cho cái câu chuyện này. Những cái người những cái bên phe chống đó thì họ nói rằng á là tại sao khi mà cái về thuế người dân California cũng phải đóng thuế số rất là lớn, thuế tiểu bang cũng rất là lớn và chi phí California cũng rất là đắt đỏ, nhưng mà những người đi làm và nộp thuế đó thì phải đóng thuế để mà nuôi những cái thành phần là di dân bất hợp pháp và bây giờ được vô và được hưởng toàn bộ những cái quyền lợi gần như không được như là người dân của California là có quốc tịch mỹ nhưng mà cũng được những cái quyền lợi như vậy là vẫn được bảo hiểm free rồi vẫn được uh, nhà cửa đó là cái phần của những người chống đối những cái người mà uh, ủng hộ thì họ nói rằng một lần nữa không chỉ california và nước mỹ nước mỹ nói chung vốn là united states là một đất nước của những cái người di dân cho nên cái việc mà chào đón di dân á, và để cho họ vô và cho họ một cái ID để mà có thể đến tính đến cái việc là có thể kiểm soát được quản lý được bởi vì họ những người di dân này họ sẽ đi làm rồi họ cũng sẽ đóng thuế và nó có một cái chi tiết á, thay vì để là tràn lan ở đầy biên giới rồi vô tạo ra tình trạng bất ổn trong cái xã hội, thì bây giờ mình tổ chức và mình quản lý họ để mà mình biết là họ ở đâu, họ làm gì và quan trọng hơn là họ cũng sẽ đóng thuế. Đó là ý kiến của bên uh, bảo vệ cho cái quan điểm này. Nhưng mà nói chung là cái vấn đề di dân ở nước Mỹ không chỉ ở cấp tiểu bang mà cả ở cấp liên bang thưa quý vị, vẫn là một câu chuyện vô cùng đau đầu mà nó đã trải qua từ thời tổng thống này cho đến thời tổng thống khác và đầu ngày hôm nay hàng loạt những cái tiêu đề chính của các cái hãng truyền thông chính của mainstream của nước mỹ á thưa quý vị thì vấn đề immigration, immigration và immigration vấn đề nhập cư là một trong những cái câu chuyện tiêu điểm của ngày hôm nay thì trở lại với california chúc nữ hoàng vi sẽ nói đến vấn đề liên bang trở lại california thì ông Gavin Newsom vào hôm ngày thứ ba ông đã đến biên giới giữa um, giữa của california và ông đứng đó và ông đã có những cái lời ta tháng ông ta tháng ông nói rằng bây giờ California đó cũng đã đến cái giai đoạn là crisis rồi đã khủng hoảng về vấn đề di dân rồi ông nói là nếu như mà bây giờ chính quyền liên bang không có những cái giúp đỡ và không có những cái chương trình hành động kịp thời á nó đổ áp lực về những cái tiểu bang như California và ông nói là bởi vì thời gian vừa qua California đã có những cái chương trình đầu tư để giúp đỡ và để để để, để tổ chức cái đời sống của những người di dân này một cách như nãy Hoàng Vi vừa thưa đó để cho họ ổn định rồi họ đi làm rồi họ đóng thuế và mọi thứ là nó theo luật lệ và nề nếp như vậy á. Nhưng mà California không thể nào làm hoài như vậy. Ông Gavin Newsom nói là trong suốt 3 năm vừa qua, chúng tôi California đã chi hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho những cái chương trình này rồi. Nhưng mà không thể làm hoài như vậy khi mà cái lượng người di dân vẫn cứ tiếp tục đổ tới bởi vì chúng tôi có cái chương trình chăm sóc di dân tốt mà bây giờ chính quyền liên bang và cả những cái tiểu bang của bên Đảng Cộng hòa nữa vẫn cứ tiếp tục gửi di dân qua bên này thì nó sẽ tạo thành gánh nặng và ông còn nói rằng bây giờ ông lo ngại là trên đường phố California đó sẽ có những cái tội phạm trộm cắp và cướp bóc. Ông nói một cái câu như thế này nè thưa quý vị, quý vị sau đó có thể đọc lại chi tiết hơn ở trên tờ Newsweek. Ông nói tôi nói cái điều này với tư cách là một người cha và hơn hết đó là một người mà phải chịu trách nhiệm cũng như là đứng mũi chịu sào cho cái tiểu bang California và tôi đang cố gắng làm mọi cách để giải quyết vấn đề này nhưng mà California không thể đơn đơn phương để mà giải quyết câu chuyện này mà cần phải có chính quyền liên bang nhưng mà đi xa hơn đó, ông Gavin Newsom thống đốc của California thưa quý vị ông nói một cái ý như thế này nè ông cho rằng đó, bên phía đảng cộng hòa đó đã không có hợp tác không chịu hợp tác để giải quyết cái vấn đề di dân là bởi vì ông nói là ngay từ ngày đầu tiên khi mà tổng thống Joe Biden á, bắt đầu ngày đầu tiên của chính quyền ông ngày cái chấp chính đó thì ông Joe Biden đã có một cái kế hoạch để mà có thể là um, thay đổi và cải tạo cái hệ thống di dân của nước Mỹ nó quá sức phức tạp và nó phải nói là một lần nữa nó đã trải từ đời tổng thống này sang đời tổng thống khác mà vấn đề di dân vẫn không giải quyết được và ông Joe Biden đã có cái thiện chí đó nhưng nhưng và phía bên Đảng Cộng hòa đã không chịu hợp tác kể cả cái nỗ lực của bên Đảng dân chủ và chính phủ Joe Biden muốn cho những cái người dreamer thưa quý vị là những người mà ngay từ nhỏ đã được cha mẹ là di dân đó người ta đem vô lúc con còn nhỏ và bây giờ những cái người này lớn lên rồi thì họ phải được vô quốc tịch Mỹ bởi vì từ nhỏ tới lớn họ sống ở đây, họ đâu có biết quê hương nào khác đâu thì những cái thành phần dreamer đó đó thì phải được quốc tịch nhưng mà cho đến tận bây giờ đó là những cái chương trình đó như lời hứa của tổng thống Joe Biden đều đã không có thực hiện, đều là treo lơ lửng trong không trung chưa có thực hiện. Thì ông Gavin Newsom nói đó, cái điều sau cùng là ở bên phía đảng cộng hòa Hoàng Vi chỉ thuật lại thôi nha thưa quý vị. Và ông Newsom nói thay vì là bây giờ hai đảng kết hợp với nhau, bắt tay nhau để mà đưa ra một cái chương trình hành động cho nó đúng, thì là đảng Cộng Hòa chỉ sử dụng vấn đề di dân như là một cái con bài để mà chỉ trích bên phía đảng Dân Chủ. Và đặc biệt trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ vừa rồi, họ chỉ point the finger, họ chỉ chỉ trích chỉ trích và chỉ trích nhưng mà không có chịu hợp tác và không có chịu đưa ra một cái kế hoạch hành động nào hay hơn. Đó là những gì mà ông Gavin Newsom nói khi ông đến thăm biên giới. Nhưng mà có một cái chi tiết nha thưa quý vị. Cái chuyến thăm này của ông Gavin Newsom và quý vị nhớ là ông là một cái ứng cử viên vô cùng tiềm năng cho cái cuộc chiếc ghế tổng thống năm 2024. Mặc dù nói gì đi nữa, ông Gavin Newsom nhiều lần khẳng định rằng tôi đã nói rồi là tôi không có muốn ra tranh cử. Nếu như mà ông Joe Biden mà ra, tôi không bao giờ nghĩ về điều đó. Và có người hỏi tiếp là vậy thì nếu mà ông Joe Biden mà không có ra tranh cử thì ông ra không? ông có ra tranh cử không? Thì ông Gavin Newsom cũng nói là tôi chưa nghĩ đến trong thời điểm này. Nhưng mà nói gì thì nói những người mà quan tâm tới tình hình chính trường của nước Mỹ, đặc biệt là đến cái cầu kỳ bầu cử tổng thống, khi mà bên phía đảng Cộng Hòa là hàng loạt những nhân vật đang nổi lên và đầy sáng giá bên cạnh cựu tổng thống Donald Trump. Bên cạnh ông Ron DeSantis đều là bộc lộ rất nhiều nhân vật bộc lộ ý định ra tranh cử thì bên phía Đảng Dân chủ hiện nay chỉ mới có tổng thống Joe Biden mà thôi thì ông Gavin Newsom là một ứng viên rất là sáng giá và người ta cũng nhiều người đang kỳ vọng là ông sẽ ra tranh cử. Thì cái chuyến đi này của ông Gavin Newsom đến với biên giới Mỹ và Mexico, thưa quý vị, nó sẽ làm cho người ta, đặc biệt là bên phía đảng Cộng Hòa, sẽ càng có thể là đầy nghiến hơn những cái việc làm của Tổng thống và uh, Phó Tổng thống, đặc biệt là bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Bởi vì sao quý vị nhớ không? Là cách đây khoảng gần một năm, Tổng thống Joe Biden đã chỉ định cho Phó tổng thống Kamala Harris phải giải quyết những cái vấn đề di dân mà phải giải quyết tận gốc rễ cái kìa. Tận gốc rễ cái kìa, nhưng mà cho đến bây giờ những cái vấn đề này vẫn chưa được giải quyết và bà Kamala Harris chưa có một lần nào đi đến biên giới để mà đứng đó để mà thị sát để mà tìm hiểu để mà điều tra để mà nghiên cứu và để đưa ra những giải pháp và bên phía Cộng Hòa vẫn thường chỉ trích về điều này, cho nên cái chuyến đi của ông Gavin Newsom đến với biên giới đó sẽ làm cho người ta nhắc lại câu chuyện này, và người ta sẽ lại càng có thêm lý do để mà chỉ trích chính phủ của Tổng thống Joe Biden. Nhưng mà còn rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện di dân ngày hôm nay. Đặc biệt là trong cái tuần sau thưa quý vị, khi mà cái title 42, cái title này vốn được cựu tổng thống Donald Trump đã đưa ra trong cái kỳ đại dịch Covid-19 á, khi mà có nhiều di dân á, mà vô biên giới của Mỹ đó thì là cảnh sát biên phòng đó có quyền là đẩy họ về ngay lập tức là bởi vì sợ là cái câu chuyện đại dịch là không có cho là trú ẩn ngay tại biên giới nữa. Và cái Title 42 đó đã từng expire, đã từng hết hạn, nhưng mà sau đó được extend, là được gia hạn ở dưới thời của uh, Tổng thống Joe Biden, là vì trong cái đại dịch COVID-19 năm 2020 vừa rồi. Nhưng mà sắp tới đây vào tuần sau thì cái Title 42 này sẽ chính thức bị quá hạn và chưa có một cái biện pháp nào hết để mà gia hạn cho cái title 42 này. Và nói ngay một điều xin thưa quý vị là đang có rất nhiều ngộ nhận, người ta cho rằng là chính phủ của tổng thống Joe Biden đã chấm dứt cái title 42 là vốn là do ông Trump đưa ra và để đẩy di dân đến vào biên giới đó ngay lập tức phải ra khỏi biên giới và không có được ở lại ngay trong biên giới để chờ những cái cái quy chế để tị nạn đó thì cái điều đó là một cái sự ngồi nhận bởi vì ông Joe Biden không chấm dứt cái thay đồ 42 mà cái thay đồ 42 nó đã hết nó bị expire nhưng mà chính phủ của tổng thống Joe Biden có đòi chấm dứt một cái chính sách một cái chính sách về di dân mà sau đến phần 2 Hoàng Vi xin phép sẽ được thưa quý vị sau ít phút dành cho thương mại.